sau trước thím lương có một tí mà đã bán lâu rồi. Thế còn bảo anh Thanh mà đấy, rau mình trồng còn mãi trả lên được, nhưng người ta trồng mà rau đắt thế này thì người ta trả bơm. Anh Thanh bảo là trồng rau thì người ta bơm có gì được, rau đắt người ta bơm thêm nông đấy. Vâng, con bảo thế. Con bảo thế, anh Thanh bảo này chứ. Người ta làm rau nhà người ta cũng ăn đấy chứ có phải không đâu. Bởi người ta ăn người ta lại không bơm, người ta chợ để luôn khác chứ. Ai người ta cũng làm ăn thật như anh. Nó lấp lá, đây còn cắt bớt lá đi không thì không nhìn thấy quả.